Và bây giờ là những lời tâm sự về cuộc đời hiện tại của ông. Tôi bây giờ phải nói thật với các bạn rằng tôi sống khổ, rất thiếu thốn. Mà tôi trách cái xã hội này, tôi chỉ sống bằng sự thương cảm của anh em, bạn bè. Bạn bè tôi thấy nó thấy ai đến đây tôi thăm tôi mà cảm thấy là tôi khổ thì nó có bao nhiêu tiền nó móc ra nó cho tôi mà tôi quý cái đồng tiền cho tôi lắm. Tôi không muốn tố cáo họ nhưng mà tôi nói thật là không có cái chế độ nào bẩn thỉu như cái chế độ này. Nó coi cái con người nó rơm rác lắm, bẩn thỉu lắm. Và bây giờ là những lời tâm sự về cuộc đời hiện tại của ông. Tôi bây giờ phải nói thật với các bạn rằng tôi sống khổ, rất thiếu thốn. Mà tôi trách cái xã hội này, tôi chỉ sống bằng sự thương cảm của anh em, bạn bè. Bạn bè tôi thấy nó thấy ai đến đây tôi thăm tôi mà cảm thấy là tôi khổ thì nó có bao nhiêu tiền nó móc ra nó cho tôi mà tôi quý cái đồng tiền cho tôi lắm. Tôi không muốn tố cáo họ nhưng mà tôi nói thật là không có cái chế độ nào bẩn thỉu như cái chế độ này. Nó coi cái con người nó rơm rác lắm, bẩn thỉu lắm.